một thói quen được gia cát lượng, tào tháo tôn thờ, ngày nay nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới vẫn cần mẫn nuôi dưỡng, học theo chắc chắn cả đời đắc lợi. Đây là thói quen đơn giản, được nuôi dưỡng hàng nghìn năm và luôn là nguyên tắc số một của những tỷ phú giàu nhất thế giới. Quan trọng hơn cả, chúng ta ai ai cũng có thể noi theo. Thói quen quý báu của cổ nhân một Gia Cát Lượng Sinh thời, Gia Cát Lượng, vị quân sư lỗi lạc thời Tam Quốc là một người vô cùng ham mê đọc sách. Lúc ông ở Kinh Châu, ở Kiến An hay bất cứ đâu, ông đều giữ vững thói quen tìm tòi nghiên cứu sách vở không chỉ vậy cùng với thạch quảng nguyên ở dĩnh xuyên từ nguyên trực và mạnh công uy ở nhữ nam trở thành những người bạn sách với nhau thường xuyên trao đổi kiến thức đàm đạo thơ văn truy cầu kiến thức cùng đọc nhưng duy chỉ có ra các lượng đọc những phần cốt yếu tinh hoa trong sách còn những người bạn học tham hơn muốn tin tưởng mọi sự cuối cùng người hưởng lợi nhiều nhất chính là ra các lượng nói về nghệ thuật đọc sách ông từng nói phu học tu tinh giã tài tu học giã, phi học vô dĩ quảng tài, phi trí vô dĩ thành học, đại mạn tắc bất năng lệ tinh, hiểm táo tắc bất năng dạ tính, trích từ giới tử thư, nghĩa là học thì phải cần yên tĩnh, muốn có tài năng thì phải học, không học thì không biết rộng, không có trí thì việc học không thành, mong muốn lan man thì không thể nảy sinh cái tinh túy, vội tìm cái hiểm hóc thì không nắm được cái thực tình. Đúc kết, trọng tâm của việc học là xác định mục tiêu học rõ ràng khi học cần yên tĩnh, chuyên tâm và tập trung vào trọng điểm và phần tinh hoa của nội dung cuốn sách. 2. Tào Tháo Tào Tháo cũng là một người vô cùng ham mê thư văn, hầu như sách không rời tay. Trong một lần, Tào Tháo nói, phụ thân ta thích thi thư văn tịch hay, mặc dù người ở trong quân đội, nhưng sách không rời tay, nghiêm túc học tập. Khi ta sớm tối đến thỉnh an phụ thân, người thường nói rằng khi còn trẻ muốn truy cầu học vấn tương đối dễ dàng, bởi vì tạp niệm tương đối ít, dễ chuyên tâm. Nhưng khi tuổi tác lớn, thường dễ quên mất những gì đã học, mà ta cũng nghe nói, những người tuổi tác lớn vẫn nghiêm túc, nỗ lực học tập chỉ có ta, Tào Tháo và thứ sử Dương Châu, viên bá nghiệp mà thôi. Đúc Kết luôn duy trì thói quen học tập, đồng thời cần duy trì sự tập trung và chuyên tâm. Những tỷ phú hàng đầu thế giới hiện tại vẫn luyện tập duy trì hàng ngày. Ngày 1, Bill Gates, những người theo dõi vị tỷ phú giàu nhất nhì thế giới Bill Gates đều biết rằng ông không chỉ đam mê kinh doanh mà còn rất yêu sách gets coi việc đọc sách là thói quen không thể bỏ mỗi ngày và đặt ra những quy tắc riêng cho mình. Bin gets chia sẻ, ông không bao giờ bỏ giờ một cuốn sách và tự đặt ra một quy tắc, không đọc một cuốn sách nếu không chắc chắn mình sẽ đọc hết. Và thói quen đầu tiên của gets khi cầm một cuốn sách là ghi chú vào phần lề của trang sách. Ông cho biết, khi tôi đọc một cuốn sách phi hư cấu, tôi sẽ gặp rất nhiều kiến thức cả mới và cũ. Đối với tôi, ghi chép giúp đảm bảo rằng tôi thực sự suy nghĩ nghiêm túc về chúng. Đôi khi tôi không đồng ý với những quan điểm trong sách và khi đó phần ghi chép sẽ rất dài. Người sáng lập Microsoft đưa ra 4 quy tắc nhanh và hiệu quả khi đọc được tóm tắt ngắn gọn như sau. 1. Sử dụng lề để ghi chép. 2. Hoàn thành mọi thứ bạn bắt đầu. Ngày 3. Chọn một phiên bản mà bạn cảm thấy thoải mái khi đọc, sách in hoặc sách điện tử. Ngày 4. Chỉ định 1 giờ để đọc. 2. Warren Buffett. Nhà đầu tư Warren Buffett không phải là một trong những người đầu tiên được biết đến thành công với việc đọc sách. Phần lớn, ông dành đến 80% của một ngày chỉ để đọc sách và suy ngẫm về những giá trị mà cuốn sách mang lại. Tôi thường ngồi trong văn phòng và đọc hầu như tất cả mọi ngày là một câu nói nổi tiếng mỗi khi nhắc đến Buffett. Hơn thế nữa, ông còn cho biết sự thật rằng khi bắt đầu khởi nghiệp thì Buffett đã từng đọc từ 600 đến 1.000 trang sách mỗi ngày. Với nhà đầu tư này, việc đọc sách được xem như một thức quà quý giá nhất của Thượng Đế ban tặng cho loài người. Việc đọc sách như thế là một cách tiếp nhận tri thức hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, Warren Buffett còn đưa ra lời khuyên rằng không cần biết bạn đang ở vị trí nào của cuộc đời. Chỉ cần không ngừng học hỏi, sự thành công sẽ tìm đến bạn. Ngoài ra, những tỷ phú cuồng sách khác phải kể tới như Mark Cuban, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Mỗi năm, họ thường đưa ra những cuốn sách yêu thích của mình, giúp định hướng những người trẻ đọc sách có trọng tâm và tìm được những cuốn sách có giá trị, phục vụ cho con đường học tập, khởi nghiệp, làm giàu của mỗi người.